ba nàng giáp giúp chồng phát tài dễ như trở bàn tay. Phía sau mỗi người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ giỏi giang. Điều này khá đúng với những cô nàng dưới đây. 1. Cô nàng tuổi Hợi. Bản thân những cô nàng tuổi Hợi có tài vận rất vượng, cuộc sống thảnh thơi an nhàn mà vẫn luôn rủng rỉnh tiền tiêu. Khi được cô nàng tuổi Hợi nâng khăn sửa túi, chắc chắn bạn sẽ là người đàn ông hạnh phúc và thành đạt. 2. Cô nàng tuổi Tỵ. Họ là những cô nàng tự tin làm chủ cuộc sống. Cuộc sống sau hôn nhân của cô nàng tuổi Tỵ khá viên mãn. Hơn thế, con giáp này rất giỏi về quản lý tài chính, nên đời sống vật chất hàng ngày càng đi lên. 3. Cô nàng tuổi Dậu. Tài vận của cô nàng tuổi Dậu ở mức khá. Họ không ngừng học hỏi, làm việc chăm chỉ. Họ có thói quen chi tiêu có kế hoạch, không lãng phí nên đời sống vật chất của cả nhà được cải thiện dần theo thời gian. Lấy được cô nàng tuổi Dậu làm vợ sẽ giúp bạn phát tài dễ như trở bàn tay. Bạn đang có nàng giáp nào đồng hành? Hãy cùng comment nhé! Top 5 con giáp sinh vào giờ này, đảm bảo cả đời không lo thiếu tiền tiêu. Tuổi Dậu, từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút sáng. Trong những năm đầu lập nghiệp, có thể tài vận của họ không quá mức hanh thông, thế nhưng chỉ cần đến tuổi trung niên, ắt sẽ có nhiều thay đổi. Tuổi Hợi, từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng. Đây là những người thông minh, lanh lợi, ý chí kiên cường, cả đời hưởng hạnh phúc, vinh quang. Họ chính là những người trời sinh đã có số mệnh tốt, chẳng bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu. Tuổi Thìn, từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng. Họ là người có động lực mạnh mẽ, làm việc gì cũng thành công như mong đợi. Tương lai là người vừa có tiền, vừa là người có quyền, không phải quan to thì cũng là người thành đạt. Tuổi Thân, từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút chiều. Trong sự nghiệp, họ nhận được nhiều sự giúp đỡ, chỉ đạo của người tài giỏi. Từ đó, nhất định có thể ngày càng tiến xa hơn. Tuổi Tuất, từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút tối. Đây là những người có đầu óc linh hoạt, học rộng, hiểu sâu, trời sinh ra đã có khả năng nỗ lực phấn đấu hơn người. Nhờ đó mà họ sẽ đạt được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp. Bạn có nằm trong danh sách này không? Hãy cùng comment nhé!